Thúy Ngân, cô diễn viên đang bị ghét cay ghét đắng trong phim Gạo Nếp Gạo Tẻ ngoài đời sở hữu nhan sắc vô cùng xinh đẹp. Với vai cô vợ sang chảnh coi chồng bằng dung, Hân Thúy Ngân được gắn mác là nhân vật khó ưa nhất Gạo Nếp Gạo Tẻ, khiến khán giả phải khẩu nghiệp. Trong phim, Hân là toa hoa hậu Việt Nam nhưng lại có cách hành xử quá quát, tệ bạc với chồng và cha chồng, hỗn xược với chị, dựa dẫm và sống bám mẹ. Ngoài đời, Thúy Ngân cũng đoạt giải Á Hoàng Trang Sức 2009 và từng lọt vào vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010. Cô nàng sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, sexy cùng gu thời trang ấn tượng. Bên cạnh công việc diễn xuất, người đẹp còn rất chăm làm mẫu ảnh, trình diễn thời trang, tham dự sự kiện về làm đẹp. Cuộc sống của nữ diễn viên khá bình yên, ngoài công việc, thời gian rảnh Thúy Ngân gặp gỡ bạn bè và đi du lịch. Vai diễn của Thúy Ngân trong phim nhiều lần khiến khán giả sôi máu, tức lộn ruột vì quá ngang ngược. Thúy Ngân ngoài đời sở hữu nhan sắc xinh đẹp, cùng hình thể nóng bỏng, sexy. Ảnh đời thường của Thúy Ngân cũng nhận được nhiều lời khen ngợi. Người đẹp từng tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc. Thành tích cao nhất mà cô nàng có được là Á Hoàng Trang Sức 2009 và Toa 20 chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010.